Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là chọn bộ linh kiện của điện thoại Huawei Y6 2, mã là Cam L21, đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Và đây là phần pin của điện thoại Huawei Y6 L2 đã được tháo rời tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn hiện là địa chỉ cung cấp tất cả các linh kiện của điện thoại Huawei nói chung và pin của điện thoại Huawei nói riêng đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Đối với pin của điện thoại Huawei Y6 mã Cam L21 thì sẽ có mã là HB396481EBC. Đó, cái mã pin này. Khi khách hàng gặp có lỗi sự cố liên quan phần pin này, không sạc được, sạc chập chờn lúc đó cũng không, máy báo ảo, thì quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ thay mới pin của Huawei Y6 cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024-66-75099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn, chi tiết hơn về pin của điện thoại Huawei Y6 cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về pin của điện thoại Huawei tại di động cao cấp.vn.